Anh em xem vụ này chưa? Anh nghĩ gì về vụ anh muốn hoàn thiện nhà cho Khá Bảnh? Tao muốn không can thiệp sâu về vấn đề cá nhân của anh Huấn Hoa Hồng. Về quan điểm này, anh Tiến Bờ Lai ấy cũng đã phân tích rất là kỹ rồi. Tao ở với anh Huấn lâu rồi, tao hiểu anh Huấn ấy là một người tình nghĩa và làm việc thiện và rất thương những người anh em của mình. Anh Huấn không khờ như chúng mày nghĩ đâu. Còn riêng quan điểm cá nhân tao thì trong vụ này anh Huấn là người có lợi ích nhất, vì tao hiểu anh Huấn Hoa Hồng hơn ai hết. Có hai giả thiết xảy ra. Một, có thể công ty xây dựng kia bỏ tiền hoàn thiện, thậm chí còn mất tiền với anh Huấn để dựa hơi anh Huấn mà làm ăn. Hai là anh Huấn bỏ tiền túi của anh ấy ra để anh lấy danh tiếng với xã hội này. Còn các bạn nghĩ như thế nào là quyền của các bạn. Long chín ngón chỉ nói thế thôi. Anh nghĩ gì về câu vào hồ sơ xem lại? Câu vào hồ sơ xem lại tôi có nói đúng không? Tôi có nói đúng không? Bởi vì thế này này, tôi sống anh Huấn hai gần 3 năm trời, tôi là người hiểu anh nhất. Tôi thật mà. Câu vào hồ sơ không nghe lại, có đúng không? Vào hồ sơ nghe đi, có nói đúng không? Chẳng qua là trên livestream thì tôi muốn giải thích, không muốn nói nhiều không? À, khéo đi tù lần nữa. Mày nói chuyện ngu thế nhỉ? Anh nói như này chú hiểu này. Tù anh đi rồi, anh biết môi trường tù như nào rồi em ạ. Anh không sợ đi tù đâu. Nhưng hiện tại bây giờ bản thân anh, bố mẹ anh có tuổi rồi, bố mẹ anh già rồi, không thể kiếm được nhiều tiền nữa em ạ. Cho nên là bây giờ anh ngoan, anh tu trí anh làm ăn. Để làm sao mà anh phụng dưỡng được gia đình anh thôi em ạ. Em cũng giống như anh thôi, các bạn cũng giống như tôi thôi. Ai cũng có bố mẹ, có gia đình cả mà. Cho nên tôi biết mình thế nào mà. Còn con người ai cũng có tham vọng mà nào. Ai cũng có tham vọng cả, ai cũng mong muốn cả. Còn mình làm ăn, nếu như không may mình gặp rủi ro, mình gặp đen đủi thì mình chấp nhận. Người ta bảo rồi, liều thì ăn nhiều, mà không liều thì ăn ít. Mà không liều được thì hài lòng và chấp nhận với những gì mình đang có bạn ạ. Nhá. Tôi nói ít chắc bạn hiểu nhiều. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi chỉ nói thôi, tôi nói ít các bạn hiểu nhiều. Đấy. Ok chưa? Ok, cảm ơn tất cả mọi người đang xem. Tại cái livestream này, ai yêu quý em Long, ai yêu quý em Long, cho em Long xin một nút follow. Sau khi kết thúc livestream, em Long sẽ follow lại hết tất cả mọi người luôn. Mọi người follow em đi, bấm cho em xin nút follow được không ạ? Em cảm ơn tất cả mọi người. Còn mọi người nào, anh em nào suy nghĩ khác về Long, là nhìn nhận khác về em Long chín ngón đi. Em Long chín ngón về khác lắm rồi. Em Long chín ngón về thay đổi nhiều lắm rồi. Có giống như ngày xưa nữa đâu. Em Long chín ngón mày khác hoàn toàn xưa rồi. Toàn làm việc tốt thôi. Còn em đang sống và làm việc tại Tam Điệp Ninh Bình, tại nhà thuốc ông Bảo 369 Tam Điệp Ninh Bình. Nếu như các bạn, cô dì chú bác, các anh ở đây gần đây, mọi người cứ về Tam Điệp Ninh Bình đi, giao lưu với em. Cứ về Tam Điệp Ninh Bình giao lưu với em. Biết đâu được một ngày